Mặc dù vẫn bắn pháo hoa tại cầu cảng Sydney vào đêm giao thừa, song người dân thành phố năm nay chỉ có thể ngắm pháo hoa tại nhà. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đợt bùng phát mới vào giữa tháng 12 ở các vùng ngoại ô bãi biển phía Bắc của thành phố đã tăng lên 125 ca, sau khi ghi nhận 5 ca mắc mới trong ngày hôm nay 28 tháng 12. Hiện khoảng 250.000 cư dân ở thành phố Sydney đang ở trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt cho đến ngày 9 tháng 1. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian đã tuyên bố cấm hầu hết người dân đến trung tâm thành phố Sydney vào đêm giao thừa và giới hạn các cuộc tập trung ngoài trời ở mức 50 người. Chỉ những người có giấy phép đến các địa điểm tổ chức tiệc ở trung tâm thành phố mới được phép có mặt. Các hộ gia đình ở Sydney cũng chỉ được tập trung 10 người cho đến khi có thông báo mới.